Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, thì hôm bữa Phương đi với vùng nước mặn á, về có tranh thủ buổi chiều mình đi đặt mấy cái lời. Thì nay Phương vô thăm nè cả nhà, đang trên đường đi vô luôn. Do là hồi tối mưa lớn lắm nên là cái đường nhỏ này nè, mình chạy xe vô không có được nữa, mình đậu xe phía bên ngoài á. Giờ Phương phải lội bộ vô. Trong đây xung quanh toàn là rừng sậy với lại là mấy cái dây leo này không mà cả nhà ơi. Đây, cả nhà coi mình rộng ở phía này, nguyên con mương luôn. Ở phía ngoài kia là đường xe lớn chạy, chỉ có một cái đoạn đường nhỏ để mà mình đi vào thôi. Thì bữa tình cờ á, Phương thấy được cái Phương chạy thử vô, từ từ vô trong đây thì như là cái mê cung chặn luôn cả nhà. Bên kia có cái đám á, đám ở ngoài đường lộ lớn á, cái hát nhạc trộm rung rộng cho tới đây luôn. Bây giờ mình tranh thủ nha cả nhà, tại Phương thấy trời đang chuyển mưa nữa. Phía hồ này quá trời cá ụt luôn cả nhà ơi. Ôi luôn, nãy giờ là Phương thấy mấy con cá kiểu như vô phi hay cái gì cả nhà, nó nổi quá trời luôn, toàn là cá màu vàng không à. Thì nó giận nó phía bên ngoài kia đó, giận dần dần giận nước luôn. Kế tiếp là mình phải băng qua nguyên một cái đám cỏ này nữa cả nhà ơi. Khá chừng cái đám cỏ này. Cái này là khu này đĩa nhiều dữ lắm luôn, nên là ít có người dân tới lui lắm. Phương mới đem mấy cái bẫy mình đặt trong này, giờ mình phải trang bị trang bị vô bằng dưới thung cả nhà, cài đỏ cái ống quần mình lại. Rồi tí xíu mình lội xuống. Rồi, mình đi nha. Đây chỉ có một quan hết rồi nữa. Chơi cái lóc chứ không có ngon. Thấy nhờ. Ngon ngon lắm nè, đen thui luôn. Ở trong đây là cái như một cái mương lâu năm luôn á nè. Đây là cá luôn, cá rồi sắp đổ rồi. Bộ rồi không để vô ngắn ta, vô con gì ngắn luôn vậy, cắn luôn rồi, chết luôn rồi nè. Trời ơi, nó hơi cứng rồi. Mấy cái cỏ
chỗ này thì mình đặt mặt lên luôn cả nhà ơi. Ây da, nắng ơi, da tiếng nhẽ nẻ.
Rồi mình tưởng nó ốc bu đen chứ. Này đâu ốc bu vàng. Có một con mà.
rồi. Má ơi, trời ơi, có cái chai mà nước lớn nha nhà. Ôi con lươn, quá trời bự luôn, nó bủng ra luôn rồi. Ôi quá trời bự, nó bủng ra luôn rồi cả nhà nè, nó bủng rồi, con lươn nó bự. Ừ, nó dài, có cái chai á nhưng mà cũng không không trụ lên được nổi nữa. Này chắc hồi mình phải kiếm dây mình cột thêm nữa mới được. Cả nhà thấy, cả nhà nhìn màu nước thôi là cả nhà biết ở dưới đây là cũng lắm rồi đó, thêm phần nữa là đĩa nữa, cho nên là người ta không có tới luôn, không có động gì thì cứ nói được chứ. Để mình xử lý cái này nữa nha. Ôi trời ơi, mưa rồi nước tiếc quá. Ngoài kia đây thì sâu lắm, dao dừa này nó mềm quá, rất mực 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 luôn. Cái cây
bông, một bông nước. Này là cái gì hết đó? Làm dưa chua á nha. Hay không có bồn bồn nữa đó là sẽ qua được đoạn đường này. Đầu tiên là mình thấy hai con cá sắt hai bên nè, không biết có chìm dưới không, ốc đeo quá chừng luôn. Trời ơi cua, cá rô hai con ở dưới hả? Ủa hai cá rô trên chứ. Hai cua ốc quá chừng. Cái này mình dời luôn cả nhà ơi. Mình dời ra. Còn đóng, đóng là mình thui luôn á. Mình tháo cây ra nha, còn mình lấy gì chứ. Mấy cái này thì ở đây mình đặt có mấy cái rồi. Đây mình dời luôn. Cái
Ôi ơi, được con cái sạch. Cái nào nó bị ngập á thì nó lại dính, mà cái nào nó không ngập thì nó lại không may mắn lắm. Cái sạch còn sống còn bé lắm. Hôm mình chứ con cá gô. Ủa vậy con hai con cua lộn cá gô luôn. Ba cái này mình về là đúng luôn á. Cái đường đi vô so với nhà của mình là chỗ này là xa nhất, mà tại vì hôm bữa mình thấy củ sen mà mình nghĩ khu này có cá gô phi, mình canh mình đặt thử. Bữa mình đi đường bên kia mình lội băng nguyên cái ruộng mà cũng quán luôn. Bữa đó mình đặt rất tối nữa. Hôm nay mình nói mình đi đường tắt bên này nữa rồi sao mà cũng mệt không thua kém luôn, nên là thôi mình dời đi, tại nó cũng có dính nhiều nhàng nữa. Cái gì vậy? Chuột, chuột kêu cả nhà. Đó mình đi đặt rồi mình chặt luôn. Hồi kia thì mình kiếm được có mớ cây trúc rồi. Đây thành quả của mình được nhiêu đây cả nhà? Được con cá tre này to ngon ha. Còn được sử dụng một hang cá lóc với con cá gôn, còn cái kia toàn là cá trắng không cả nhà ơi. Do là mình mấy bữa trời mưa cái mình đặt cái nước ngập lên này, mà được mớ này cũng ngon rồi cả nhà. Được con cá tre này mình cũng làm được món với mấy con cá lóc này nè, mình cũng kho đâu được rồi. Vậy cũng ngon lắm rồi cả nhà. Giờ mình tranh thủ mình đem mấy cái lợn này về mình đặt ở bên cái khu khác mới mình dời nữa rồi cả nhà. Mọi người xem đến đây cho mình xin một lượt like và hãy đăng ký kênh để theo dõi những chuyến đi kế tiếp của Phương nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Giờ thì Phương tranh thủ mình đi dời.